huấn luyện viên Park Hang-seo gây sốt trên mạng xã hội. Cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ trở thành nhân vật thể thao có tên trong top 10 người ảnh hưởng nổi bật nhất trên mạng xã hội. Theo bảng xếp hạng top 10 người hot nhất trên mạng xã hội tháng 3 năm 2024, BSI Top 10 Influencer, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng góp mặt. Không phải những ngôi sao của bóng đá Việt Nam, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam mới là nhân vật thể thao duy nhất sánh vai cùng hàng loạt người nổi tiếng, đa số là ca sĩ, diễn viên như Sơn Tùng MTP, Lê Dương Bảo Lâm, Trấn Thành, Đen Vâu. Huấn luyện viên Park Hang-seo lọt vào top những người có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội tháng 3 trong top 10 người có tầm ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội. Vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ 6 với chỉ số BSI là 29,745. Sơn Tùng MTP đứng đầu với chỉ số BSI vượt trội là 174,229. Lê Dương Bảo Lâm xếp nhì với chỉ số BSI 91,424. Con số này của Trấn Thành đứng 4, Đen Vâu đứng 5, lần lượt là 39,798 và 38,533. Tháng 3 vừa qua, huấn luyện viên Park Hang-seo gây chú ý khi tham dự đám cưới của ngôi sao bóng đá Nguyễn Quang Hải và hot girl Chu Thanh Huyền. Lời nhắn nhủ của ông Park gửi đến Đoàn Văn Hậu khi cả hai dự đám cưới Quang Hải cũng khiến nhiều người thích thú, nhận được lượt tương tác lớn. Ngoài ra, thành tích không tốt của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chu Si cũng là lý do khiến huấn luyện viên Park Hang-seo hot trở lại. Người hâm mộ liên tục nhắc tên ông Park, mong muốn ông có thể tái hợp với đội tuyển Việt Nam. Với những thành công từng đạt được cùng bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo được nhiều người hâm mộ yêu mến. Hiện huấn luyện viên Park Hang-seo điều hành học viện bóng đá mang tên mình tại Hà Nội. Bên cạnh đó, ông cũng nhận lời làm cố vấn cho câu lạc bộ Bắc Ninh mới thành lập và đang thi đấu tại giải hạng nhì quốc gia 2024. Vào lúc này, danh tính của tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam đang là vấn đề nhận được sự quan tâm rất lớn. Được biết, quá trình bổ nhiệm tân huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển Việt Nam đang gấp rút hoàn thành. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã định hình xong ứng viên, sẽ tiến hành đàm phán và sớm công bố trong tháng 5. Theo báo chí Hàn Quốc, người được VFF lựa chọn là ông Kim Sang-sik. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.